Sao bà xã nằm trong đây vậy? Nằm phòng này lên vậy? Bữa nay ông không không tính nha, bữa nay chưa rồi, có tính đi đâu không? Tối đi chơi gì, cái gì đâu, cũng khỏe chết Tết mà. Ủa rồi thành nóng, sao em không có bắt cái quạt rồi lên vậy? Bắt lên cho nó mát mát này chứ, hầm quá trời hầm luôn chưa? Bắt lên đi. Ủa? Bị gì vậy? Không biết nữa. Trời, sao sáng giờ em không nói gì? Sáng giờ em mơ thấy anh làm chuyện nó gọi điện Vậy là chiếc quạt này sáng giờ là gì làm anh nghĩ chắc mấy nay Tết nè rồi mấy đứa nhỏ nó về chơi đó rồi thấy thành thử ra nó bắt nhiều quá bởi vì quạt nó chạy nóng lắm. Để nó coi. Nóng hổi luôn nè. Thì nó bị khô luôn rồi. Bị sao bó luôn rồi, bó chục bó bạc luôn hay gì vậy? nó bị gì nữa Có gì nghe không nên đó. Cứ ngắt luôn rồi hết quay luôn rồi. Em tắt đi để hồi nó cháy máy á. Rồi thì sẵn hôm nay thì em coi rút điện ra tháo xuống luôn. Thì em biết cách đâu, em biết cách sửa cái chiếc quạt này không? Theo em làm cách nào để sửa nó? hay nhớ hả À, hay nhớ không thay nhớt sao? ấy cục nhớ thôi đó Chỗ nào? trong đây nè trong máy nè Em có tháo máy không? tháo Em tháo ra, tháo đầu ra phải không? ừ, tháo đó đó Vậy là nếu mà trong cái trường hợp này nè thì đối với những cái bạn nào đặc biệt là đối với những cái bạn nữ như giống như bà xã của mình á thì hôm nay thì Úc Lê sẽ chia sẻ với mọi người đó là cái cách để mà xử lý khắc phục chiếc quạt này nhanh lẹ và hợp lý nhất luôn đó để mà mình những cái bạn nào như bạn nữ gì nó không biết nói chung là không biết sửa không biết tháo động cơ hay là để mà chai dầu vô bạc á, thì vẫn có thể là nói chung là sử dụng tạm thời trong khoảng từ 10 đến 15 ngày thì vẫn ok nha. Thì cái cách làm như thế nào á thì nếu mình có thời gian rảnh á, cách Út Lê chia sẻ hôm nay chỉ là cách tạm thời, cái là mình sử dụng trong khoảng thời gian khoảng từ 10 đến 15 ngày qua đó Tết này đi. Nghĩa là mình xài trong khoảng thời gian mình đang bận rộn mình không có thời gian mình đi sửa thì mình áp dụng nó được nha. Còn nếu mà bạn nào mà biết rành á thì có thể là coi những video trước của Play là tháo ra sau đó mình chia sẻ mình chai dầu vô bạc vô cốt nó thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà cách này thì lanh lẹ những bạn nào không biết làm vẫn thực hiện được khắc phục chữa cháy tạm thời nha. Bây giờ thì mình phải tháo nó xuống cái đó thì bà xã phải tháo nó xuống nhiệt điện mà tháo nó xuống đi rồi sau đó mình mới xử lý nó được. Rồi bây giờ bà xã lấy nó ra kêu kêu mà ra cái dưới đất đi, để dưới đất đi được chưa, rồi em đi ra ngoài là sao làm xử lý nó đó xong chưa. tháo này dạ hơn Thì đối với trường hợp này á thì Úc Lê có hai cái cách hướng giải quyết, có hai cái cách để xử lý nó nha. Một á là mình sẽ sử dụng dầu nhớt nhớt máy, hai là mình có thể là nhớt máy may, dầu máy may hoặc là dầu ăn. Mà dầu ăn này á, thì mình sử dụng mình thấy nó xài cái độ bền nó không có cao, chỉ tạm thời thôi. Nên mình hai mình có cái nhớt mới xe máy rồi, mà nhớt mới máy rồi, nhớt đỏ này là nhớt đỏ nha, thì mình sẽ không có sử dụng dầu ăn nữa mà sẽ sử dụng nhớt mới xe máy này, nhớt máy này để mình sử dụng nó. Thì trước tiên thì em phải tháo nó ra trước. Thì cái cách này rất là lẹ, dưới 10 phút mình sẽ thực hiện xong ngay nha. Đây là cách chữa cháy tạm thời rất là hiệu quả. Rồi rồi sau đó em quay thử cái chục này, em quay thử cái chục cho cả nhà xem ơi, rất là cứng đúng không? À cả nhà xem nè, rất là cứng luôn. Rồi bây giờ cách nào đây, bây giờ nè em, là em cầm này dầu đi, nhìn nhớt này em nhiễu vô đây, em nhiễu vô cái chục cho anh, đây không vô cái chục á, em đụng vô cái chục cho, đụng vô cái chục này nó, em nhẹ em cầm lên đây là mình cho bà xã mình thực hiện luôn nha. Những bạn nữ nào có thể là xem và thực hiện được, em nhiễu có vài giọt thôi, hai ba giọt là được rồi. Đây rồi mình lưu ý là mình nhiễu vô cái chục này nè, vô cái cốt á, cho nó cho hai ba thấy giọt không vậy, vô cái cốt này nè. Ừ. cách này cách mới ạ à. Em nhỏ vậy đó đi Rồi rồi sẽ đâm gắn cái quạt vô thì mình nhỏ vài giọt cho nó từ cái trục này nè nó nhiễu xuống dưới nha, vô cái vòng bạc của nó rồi sau đó gắn cái quạt lại. Rồi coi lưu ý hình bán nguyệt đó nha,
Rồi em siết khóa lồng đây. Rồi em siết cái khóa cánh lại chứ em quên. Rồi. Rồi em xoay cánh quạt đây. Siết cho chắc chưa? Không siết cho em siết không chắc cái khóa đó cánh. Siết cho chắc vô. Rồi, tương đối. Rồi. Quay đây. Cái này là ruột rồi nè, nó ruột cái khóa lồng rồi nè, nó ruột cái lồng trong rồi nè. Giờ mình phải khắc phục nó lại. Rồi, em xây mình mạnh lên cho cả nhà xem ơi. Sau khi mình siết chặt cái khóa cánh này nè. Thì cái cách này hồi nãy là mình quay cái trục quay không nổi luôn nha. Nè, em quay cánh quạt nhẹ nhẹ lại. Đó. Đó mọi người xem cái rõ ràng cái cốt nó quay rất là trơn nha. Đây nè. Đây để em bắt chớn em quay cho. Em khum xuống em coi thử đây, em coi. Rõ ràng em coi. Nè, em khum coi thôi, em khum đây, em khum xuống em coi. Thấy chưa? Thấy em không? Em. Rồi đó. Sau đó là bây giờ là cái nhiệm vụ còn lại của mình đó là mình sẽ bắt lên thử cho mọi người xem thôi. Cái kết quả là như thế nào nha. Coi nó có ok hay không. Thì đây là cái cách tạm thời sử dụng trong vòng từ 10 đến 15 ngày hoặc 20 ngày đó, vẫn rất ok. Nó. Thấy chưa? Ok. Ý nghĩa là ai biết tại nguyên nhân tại sao mà nó bị bó không? Tại sao? Tại vì mình sử dụng lâu ngày á thì cái bạc của nó sẽ bị mất cái dầu đi do cái độ ma sát nó nóng á. Nóng cái trục chồng á nó nóng á nên nó bị khô. Khô dầu bên trong cái cốt của nó với một phần ở trong cái bạc của nó. Thì cái cách sử dụng này á là mình thì nó có cái dòng bi á thì đối cái trục này nè thì nó trong cái trục này thì cái đối giữa cái cốt này thì nó tiếp xúc với cái bạc á thì nó có cái bạc có cái đạn cái dòng bi ở trong nó tròn vậy nè. Thì tiếp xúc giữa cái cốt với cái dòng bi đó đó nó bị lâu ngày nó nóng á, nó bị khô dầu thì nó nóng thì nó sẽ bó là cái này nè. Nó gích cái trục này lại nó không quay không nổi. Thì sau khi mà mình yếu dầu vô đây á thì thường á là nó bị thiếu dầu thiếu nhớt á là thường nó là bị thiếu ở cái bạc đầu rồi không à. Thường á đa số là nó thiếu bạc đầu rồi nha mọi người. Thì mình á cách đây là cái cách khắc phục tạm thời là sử dụng mình nếu mà sử dụng ít á cả tháng 2 tháng mình vẫn không bị bó lại nha. Còn nếu mình sử dụng lâu dài thì mình nên đi sửa nó thì nó sẽ tốt nhất nha. Là học sử dụng ngắn không? Mình sử dụng trong khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu mà hàng vàng thì mình tháo này ra, sau đó mình chai dầu vô hai cái bạc, bạc trước bạc sau và thay dầu vô cái cốt của nó thì nó mình xài nó sẽ êm và nó chất lượng hơn. Còn trong cái trường hợp này thì nó tạm thời, nhưng mà anh em thấy rõ ràng không? Thì nó rất ok rồi. Để bắt thêm lần nữa cho mọi người xem nè. Đó, đây là số mấy, số 1 phải không? Số 2 nè. Đó. Bật số 3 luôn và chạy rất êm nha. Thì đây là cách phục tạm thời thôi. Thì Úc Lê vừa chia sẻ với mọi người đó là một cái cách chia sẻ đối với tất cả mọi người biết về quạt hay không biết về quạt và bạn nữ hay nam thì đều có thể áp dụng nó. Chỉ cần mình có cây nhấc mới máy hoặc là xe máy cũng được, hoặc là dầu ăn hoặc là dầu máy may thì mình nhiễu và dài giọt vào trong cái trục này thì mình sẽ có được cái chiếc quạt trơn tru và êm trở lại nha. Khắc phục tạm thời sử dụng nó còn khoảng thời gian ngắn thì rất là ok đó. Bây giờ là mình đem xuống mình sử dụng qua Tết rồi nó qua cái tháng giêng này là ok, không có hề hấn gì hết. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên cho vợ chồng Úc Lê xin một like và đăng ký kênh để dõi theo những video tiếp theo nha. Giờ thì Úc Lê thằng ấy chào tạm biệt nha, mến chúc mọi người luôn dồi sức khỏe thành công trong cuộc sống nha. Bye bye.